Hôm nay mình quay trở lại Đắk Nông. Cái vườn sầu riêng này là 5 năm tuổi, có cây mới 3 năm. Trước đây là sầu riêng trồng xen với cà phê. Sau một cái thời gian này cà phê không biết làm sao là anh dọn cà phê và anh trồng sầu riêng luôn. Chắc là đam mê sầu riêng. Và chúng ta thấy rằng đây là cái cây sầu riêng Thái. Thì một số bà con cũng như là anh chủ vườn cũng hỏi mình là khi nào tạo mầm được. Thì bà con chúng ta có thể thấy rằng là thời tiết của Đắk Nông mấy hôm nay giờ nó cũng còn mưa, nhưng mà nó cũng là cuối tháng mưa rồi. Nó dứt những cái cơn mưa, lâu lâu nó cũng mưa trở lại. Thì tất nhiên là cuối cái mùa mưa và bước vào chuyển giai đoạn là sẽ bước vào cái giai đoạn mà mùa nắng là cái điều kiện để chúng ta làm bông mà cho cái mùa thuận. Thì bà con chúng ta có thể xem qua cái cây sầu riêng mùa trước thì ăn trái quá trời, mình có quay bây giờ cây nó vẫn như kiện ba chân ấy, nó chà bá lá thì khỏi phải bàn luôn, lá nó to hơn cái mặt của mình luôn. Sử dụng cái phương pháp mà Willow Farm mà đưa ra cho ảnh, đó là sử dụng cái bộ hoàng thiên long phục hồi cây. Rồi thì bây giờ mình sẽ review một chút xíu để cho bà con chúng ta nắm được cái khi nào mình sẽ bắt đầu là vô lăng và tạo mầm. Đây là cái bộ lá chúng ta đủ điều kiện để chúng ta vô cái xô lăng nha. Nhưng mà nó thật với bà con giờ nó cũng hơi kiểu như là nó hơi sớm là do vậy còn mưa đấy. Nhưng mà một hai trận mưa nữa thì nói chung là anh nói không có sao hết thì thôi, thỏa cái lòng ước mơ của anh năm nay mình làm sớm một chút xíu để cho bà con chúng ta có được cái cảm nhận nha. Và chúng ta sẽ nhìn thấy này, khi cái lá bên ngoài của cái cơi ba là nó đã mở ra và chúng ta có thể nhìn thấy cái lá chúng ta nó rít như thế này. Các bà con chúng ta thấy này, cái lá bên ngoài như thế này là chúng ta sẽ cho tưới cái xô bạch long nano xanh. Cái xô bạch long nano xanh 20 lít nước, chúng ta cộng với 8 kg già lá nhanh, chúng ta pha cho 4.000 lít nước để chúng ta tưới quanh cái tán lá. Đó, chúng ta tưới quanh cái tán lá. Mục tiêu của chúng ta là ở đây là gì? Mục tiêu là chúng ta cung cấp cái hàm lượng lăng ở dạng nano hữu hiệu cho cây chúng ta hấp thụ và nó đưa vào để cho nó già lá, nó ủ mầm bông từ rễ đưa lên. Cái thứ hai là nó có cái hàm lượng kẽm ở trong cái xô bạch long nano xanh. Đó, cái xô bạch long nano xanh nó có kẽm 15.000 ppm thì nó sẽ giúp cho cái cây chúng ta có được cái vi lượng, có được cái kháng thể và tạo cho cây chúng ta một cái sức mạnh để cây chúng ta bước vào cái quy trình là chuẩn bị để, tất nhiên là trước cái giai đoạn mà làm bông làm trái, trước giai đoạn tưới xô bạch long nano xanh là ảnh cũng đã cho tưới tiên trùng rễ rồi cho phun sâu rầy các kiểu mọi thứ để cho cây chúng ta nó không có bị nấm bệnh, không có bị các đối tượng gây hại trên cái vườn sầu riêng của mình. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại cái bước đây. Cái bước này là chúng ta đã tưới chúng ta bắt đầu chúng ta tưới cái xô bạch long nano xanh cộng với già lá nhanh. Và chúng ta sẽ đợi 7 ngày đến 10 ngày. Cái bộ lá ở bên ngoài nó sẽ cứng hơn, nó già hơn. Thì cái xô bạch long nano xanh lăng, trong đó có lăng này, có kali này, có kẽm. Nhưng cái lượng kali cũng cho ta mới vừa đủ thôi. Nhưng bây giờ là thời tiết ở trên này lâu lâu nó đang có một vài cơn mưa thì mình cho thêm là cái già lá nhanh. Thì cái già lá nhanh ở trong đó nó có kali sunfat. Khi chúng ta pha chung luôn cái xô bạch long nano xanh, chúng ta tưới gốc. Tưới nha bà con. Thì cái kali ở trong cái sản phẩm mà cái gì ta già lá nhanh đó thì nó sẽ hấp thụ và nó sẽ khống chế cho cây chúng ta không đi đọt dù nó có dứt vài cơn mưa đi nữa. Đấy đó, bà con chúng ta nắm chỗ đáy hang. Rồi một tuần sau, 7 ngày sau, bà con chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành là cắt cành bơi. Lúc mà bà con tưới cái xô bạch long nano xanh, nếu vườn của mình nó có nhiều những cành bơi như thế này, chúng ta có thể tưới ha. Chúng ta không cắt cành bơi quá sớm. Chúng ta sẽ trước khi chúng ta phun cái cử tạo mầm, hoặc là chúng ta trước khi chúng ta tưới cái xô bạch long nano xanh, chúng ta có thể cắt, nhưng mà chúng ta không có cắt sớm quá nha. Chính những cái cành bơi này xưa có cái cuốn của trái luôn, thì bà con chịu khó lấy cái kéo, bà con chúng ta cắt ngay sát ở đây để chúng ta cắt sát luôn nha bà con. Lấy kéo chúng ta cắt sát ở đây, cắt sát hết, đừng có để nó lòi ra khúc nào, lòi ra nó ra bông lá đó ha. Chúng ta dọn những cái cuốn này, chúng ta cắt hết dọn lại cho nó trống trải ha. Cái này cuốn trái cũ rồi bà con, bên kia có một số cái cuốn anh cũng dọn rồi mà thấp dưới quá anh không có thấy. Rồi thì chúng ta sẽ trước khi chúng ta phun cái cử một thì chúng ta sẽ bấm hết bấm dọn trống trải ra hết. Chúng ta sẽ bắt đầu là phun cử một. Thì cử một mà chúng ta sẽ gồm cái gì? Một ký già lá rất nhanh, một chai thiên hương nano xanh, 3 kg thần bông, nửa ký khó lá,
chúng ta phun phủ từ ở trên, chúng ta phun ở phía dưới và chúng ta phun như thế nào. Chúng ta sẽ đứng đây trực diện đây, nhưng chúng ta phun chéo. Bà con phun vòng tròn nha bà con. Bà con phun chéo nha, không đứng trực tiếp chúng ta phun. Nếu chúng ta đứng trực tiếp chúng ta phun là nó sẽ rụng cái lá chân ở bên trong nha. Đại mục tiêu của chúng ta là làm cho già lá đứng đọt khó lá của cái cơi ba, cơi lòi ra bên ngoài đó bà con. Đó, tại vì bên ngoài nó còn non nè. À, mục tiêu của chúng ta là phun cái cho sao cho cái cơi ba nó đứng, nó già lá nó đứng đọt hết. Mục tiêu của chúng ta là vậy. À, khống chế lau bên ngoài nó già lá thì cái tỷ lệ ủ mầm bông ra, bông nó mới chất lượng. Còn mà thí dụ như bà con chúng ta thấy cái cây mình có đang như vậy mà ở trong thân nó có vài cái bông, đó là người ta gọi là bông gió hay là bông nó ốm lắm, mai mốt nó mầm bông mầm trái nó cũng không có đạt được cái chất lượng đó, bà con chúng ta lưu ý đấy. Thì chúng ta mục tiêu cuối cùng là chúng ta đưa cái bộ lá cơi ba cuối cùng này về cái vị trí già lá cứng hết, xanh đen hết luôn. Nói chung nó xanh ở như vậy này, nó xanh ở như ở trong cái cây này, xanh ở như vậy này đó, nó xanh ở ngoài mà nó xanh ở như vậy này. À, ở ngoài ha, ở ngoài đây này nó xanh ở như vậy là chúng ta thấy ok ổn rồi. Vậy chúng ta phun cử một rồi chúng ta sẽ phun cử hai. À, cử hai thì cách cử một thì khoảng 7 đến 10 ngày, nó trung bình cỡ đó nha bà con. Chúng ta cũng lưu ý ở đó, ở điểm đó nha. Thì cái video này thì mình quay để cho bà con chúng ta mường tượng là khi mình đưa được cái bộ lá chúng ta nó về nó xanh đen như thế này nè, chúng ta bóp vô ha, em bóp vô nè, bóp vô nó kêu cái cốc ha, hoặc là mình nhìn nhá thôi, mình nhìn thấy nó như thế này rồi là ok yên tâm, nó xanh đen là yên tâm. Cái còn mà trong cái giai đoạn này mà bà con phun tạo mầm mà bà con không đưa nó về cái bà con chúng ta phá vỡ niêm trạng rồi các kiểu thì nó cũng không có tác dụng gì nha bà con. Thì mục tiêu của chúng ta vẫn phải đưa bộ lá nó về cái vị trí là xanh đen đó. Thì nôm na thì một số bà con chúng ta làm lâu rồi cái chuyện này nó cũng đơn giản, nó bình thường thôi. Còn một số bà con chúng ta mới làm thì bà con chúng ta phân vân vậy thôi. À, bà con phân vân, có nhiều bà con chúng ta ủa sao mà tao phun hoài sao cái cây chúng ta nó không có ra bông, tại vì chúng ta phải đưa được nó về cái vị trí cái lá bên ngoài nó phải xanh toàn bộ hết như thế này. Đấy, nó xanh hết như thế này thì chúng ta mới gọi là thành công. Đấy, chứ còn mà bà con chúng ta cứ ở trong này, có nhiều bà con chúng ta phun các loại thuốc như là phá vỡ niêm trạng, rồi bà con chúng ta phun ở trong thân trong cành đó, nó không có tác dụng. À, mà cái bộ lá tung vào bên ngoài nó cứ dày thì không có tác dụng nha bà con. Rồi sau khi mà ra bông á thì mình sẽ hướng dẫn cho bà con chúng ta cách kéo bông và kéo đọt, một phần để cho nó có cái cây sức sinh trưởng, cái bộ lá của chúng ta nó khỏe sau này nó mang trái. Còn trong giai đoạn suốt cái hành trình sau cái số nhị chúng ta không cho đi đọt nha bà con nha, không cho đi đọt. Nó thật cho bà con luôn, người Thái á, mà cây đang đi đọt mà đang mang trái mà cây đi đọt là nó rụng trái dữ lắm, nó rụng cực kỳ rụng, nên là nó cạnh tranh dinh dưỡng mà, nên bà con chúng ta cũng lưu ý. Còn đối với ông ri sáu kia thì ổng còn cũng đơn giản, ông dễ hơn một chút xíu, nhưng cái khó của ông ri sáu nó cũng khó. Cái khó ri sáu sẽ ra bông chậm hơn so với Thái. Ông Thái ông ra bông nhanh lắm, ông ra bông nhanh lắm, mình giữ được cái trái của ông Thái là một cái câu chuyện thuộc về cái kỹ thuật là không cho đi đọt. À, đang mang trái mà đi đọt là rụng trái á, nó rụng kinh khủng lắm. Còn ri sáu á, đang mang trái đi đọt thì trái nó giật, nó méo và nó có rụng, nhưng nó rụng những cái trái mà trái méo, trái hư ra thôi. Còn ông Thái là ông rụng gần như là ông rụng dữ lắm. À, còn thêm nữa để tránh cái vấn đề sốc nhiệt thì bà con chúng ta nhớ để cỏ nha. Sau khi ra bông là cỏ phải để, còn trước khi làm bông là cỏ cắt bằng hết nha bà con. Trời cũng không có đẹp đâu bà con. Thời tiết này là chuyển mưa rồi đó. Nhưng anh muốn làm thì mình sẽ bắt đầu là mình coi dự báo thời tiết rồi, coi hơn có mấy cơn mưa nữa thôi. Thì mình cho ảnh tưới cái xô lăng, cho tưới cái già lá. Thì bắt đầu á là sẽ đi vào cái quy trình là tuần sau ha, phun cái khó lá, già lá, chặn đọt, phun cái thần bông để ủ mầm bông. Rồi ở trong cũng phun luôn, nhưng trước khi phun là cắt cành bơi hết. Đã dễ nha bà con. Còn nói thêm nữa thì nó nhiều cái quy trình lắm, nó những cái tiếp theo nó có nhiều cái khó khăn lắm, nhưng mà bà con chúng ta cứ làm tới đâu á là chúng ta sẽ nắm. Và bà con nếu thắc mắc gì bà con gọi ngay về Willow Farm. Thì Willow Farm làm việc với bà con nó cũng có một cái cách làm cũng khá là đơn giản, và nó chuyên về cái kiểu 4.0 như thế này. Thí dụ như bà con chúng ta làm việc với Willow Farm á, để các anh em kỹ thuật sẽ tạo một cái nhóm với bà con bằng Zalo.
sau khi mà chúng ta nhận được những cái thông tin của bà con vườn vị trí nào như thế nào. Thứ hai nữa là bà con chúng ta sẽ chụp hình cái vườn của mình, chúng ta gửi lên trong cái nhóm, là các anh em kỹ thuật sẽ bắt đầu là sẽ hỗ trợ tư vấn cho bà con trong cái nhóm đó, ít nhất là phải 7-8 người. Bên các bạn chuyên viên kỹ thuật thì tới 4-5 người, các bạn mà chuyên viên tổng đài thì 1-2 người, rồi ngoài ra thì bà con có trong cái nhóm đó nữa. Nên là các anh em cũng làm việc với Willow Farm từ hồi giờ cũng xuyên suốt và thành công gần như là mỹ mãn. Còn đây là cây ri sấu ha bà con, còn bên kia là cây thái. Thì cây ri sấu với cây thái thì hai cái lá nó khác nhau. Bông trái thì nó không cùng thời điểm, rất là khó cùng thời điểm lắm, tại ông thái ông đi ra trước, còn ông ri sấu thì ông đi ra sau. Nhưng mà nó cũng cách nhau khoảng 1 tuần hoặc 2 tuần gì đó. Đó thì một cái video chia sẻ nhỏ nhỏ với bà con, thì mình cũng mong muốn rằng là gửi đến bà con chúng ta một cái nội dung hy vọng rằng là hữu ích với bà con. Rồi chúng ta nhìn vào cái lá. Em thì em hay nói dông dài nhưng em hay giải thích về nguyên lý, và em giải thích cho bà con chúng ta nắm rõ tại sao nó phải như vậy, tại vì nó phải như vậy, để bà con chúng ta nắm. Chứ không phải là tại vì công ty này nó bắt tao làm như vậy rồi tao phải làm như vậy. Không phải bà con. Cái này là em phải giải thích cho bà con chúng ta, để bà con chúng ta nắm rõ, để mai mốt ra uống cà phê thì bà con cũng biết cái đường nói. Lăng thì nó sẽ già lá, kali là nó sẽ phải đứng đọt, là chúng ta phải làm sao cho già lá và đứng đọt ở cơi ở bên ngoài thì nó mới ủ được cái mầm bông, và bông nó mới chất lượng đó. Rồi tại sao mà phải chặn đọt trong cái giai đoạn mà trái sau khi mà nó gần sổ nhị rồi, sau khi sổ nhị phải chặn đọt không để nó đi đọt thì nó cạnh tranh dinh dưỡng, thì bà con chúng ta phải nắm được rõ vậy. Nên là cái video của em nó dông dài dữ lắm, nói thiệt với bà con là nó dông dài. Em cũng biết là em làm cái video nó dài thì bà con coi nó mất công, nó mệt, coi không muốn sao mà không làm cho nó nhanh nhanh đi. Nhưng mà không phải vậy bà con, nó phải có cái nguyên lý để bà con chúng ta nắm rõ được. Sau này chúng ta có duyên thì chúng ta làm với nhau, hoặc là biết đâu thì bà con chúng ta có thể chỉ thêm cho những anh em khác, hoặc là mình hỗ trợ cho anh em khác, thì tao biết tới đấy, tao biết vậy, tao chỉ vậy đó bà con. Còn giờ thì muốn mưa rồi bà con ơi, thôi kết thúc video. Bye bye bà con nghe, bye bye.